Thủ tướng và Thảo Việt Chết rước chim sắt tàu, dùng người Việt Nam làm chuột bạch. Vào ngày 6 tháng 11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ông Phạm Minh Chính đã gặp ông Ngụy Ứng Bưu, Phó Tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc Comac. Đây là cái bắt tay trung gian, ông Phạm Minh Chính đứng ra kết nối hãng Comac với hãng bay giá rẻ Vietjet Airways của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Những năm gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc quảng cáo rất mạnh cho dòng máy bay chở khách C-919, cạnh tranh với máy bay A320 của Airbus và máy bay 737 Boeing. Tuy nhiên, mới chỉ có một số hãng bay nội địa của Trung Quốc trở thành khách hàng của Comac, còn các hãng nước ngoài gần như vắng bóng. Đáng nói là hãng bay nội địa Trung Quốc dùng C-919 của Comac chủ yếu là do nhiệm vụ chính trị mà Bắc Kinh giao cho. Họ chấp nhận dùng sinh mạng hành khách làm chuột bạch để mà yên ổn tồn tại. Nhiều hãng bay của Trung Quốc vẫn chuộng hàng dòng A320 của Airbus và 737 của Boeing, bởi hai nhà sản xuất máy bay thân rộng này đã khẳng định vị trí trên toàn cầu. Ngay cả Triều Tiên, đất nước bị Mỹ cấm vận, vẫn chưa có động tĩnh gì với việc rước của nợ Comac về. Ông Kim Jong-un không dám sử dụng máy bay vì Triều Tiên không có máy bay của Airbus và Boeing. Ấy vậy mà ông vẫn không đặt hàng Comac. Khi công du ở nước ngoài, ông Kim Jong-un chỉ đi tàu, không dám đi máy bay vì thiếu máy bay an toàn. Lâu nay, hàng Trung Quốc vẫn bật đặt câu hỏi to tướng về chất lượng. Một số nhà phân tích cho biết Trung Quốc có thể ăn cắp công nghệ rất nhanh. Những năm gần đây, Trung Quốc phát triển công nghệ ô tô điện và muốn bành trướng ra thị trường thế giới. Ô tô điện của Trung Quốc rất hiện đại, giá rẻ và có nhiều lựa chọn. Nhiều chức năng của xe điện Trung Quốc được đánh giá là sáng tạo và mới lạ so với xe điện của Tesla và các hãng xe nổi tiếng khác. Tuy nhiên, cái mà Trung Quốc không bao giờ bắt chước được đấy là độ bền, tin cậy của sản phẩm. Công nghệ luyện kim là thứ vũ khí bí mật khiến Trung Quốc mãi mãi không thể tiến gần đến tầm với của các nước tiến bộ như Đức, Mỹ, Nhật. Không phải ngẫu nhiên hàng tàu cứ mãi bị chê là kém chất lượng. Không phải người Trung Quốc không muốn nâng tầm chất lượng các sản phẩm của họ. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có cách để san bằng khoảng cách với các nước tiến bộ. Điều này khiến cho thương hiệu quốc gia của Trung Quốc luôn ở tầm thấp dù họ có thể làm ra được bất kỳ sản phẩm nào với giá rất rẻ. Một chiếc ô tô kém chất lượng, nó chỉ làm hại vài người, nhưng nếu một chiếc máy bay kém chất lượng thì nó có thể làm hại hàng trăm người. Vì thế, việc sử dụng chính trị để ép các hãng bay nội địa dùng hàng nội địa, Trung Quốc đang mang sinh mạng người dân của họ ra làm chuột bạch cho hãng sản xuất máy bay Comac. Việt Nam bắt tay với Trung Quốc để đưa dòng máy bay Comac vào khai thác tại Việt Nam không phải là bước đi tiên phong, mà là bước đi liều mạng. Lấy sinh mạng của người Việt Nam ra để thử nghiệm độ an toàn của máy bay Comac thể hiện sự bất nhân của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản. Ông Phạm Minh Chính đang chịu sức ép ghê gớm từ Tô Lâm. Ông rất cần sự hậu thuẫn từ phía Bắc Kinh để tiếp tục giữ vững chiếc ghế của mình. Mà muốn Bắc Kinh hậu thuẫn thì trước hết phải biết cách chiều theo ý muốn của họ. Rất có thể đấy là lý do khiến ông Thủ tướng muốn dùng sinh mạng của người dân để đổi lấy lợi ích chính trị cho mình. Về phần bà Thảo Vietjet, có lẽ bà cũng muốn hưởng sự ưu đãi từ nhà sản xuất máy bay mới mà quên đi trách nhiệm bảo vệ an toàn cho khách hàng. Thường thì các nhà sản xuất mới sẽ ưu đãi nhiều hơn so với các nhà sản xuất đã có thương hiệu. Vì thế, việc bà Thảo tìm đến Comac ắt cũng là lý do đó. Tuy nhiên, hành khách có quyền tẩy chay máy bay Comac vì sinh mạng của họ, không thể để cho ai đó lợi dụng biến hành khách thành chuột bạch cho các nhóm chính trị thượng tầng. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Thủ tướng và Thảo Vietjet rước chim sắt tàu, dùng người Việt làm chuột bạch. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vua tôi, nhà Tô Lương. Cặp thầy bói mù xem voi dân chủ tại Đức. Chuyến công tác của Lương Tam Quang cuối tháng trước được chuẩn bị rất chu đáo. Tô Lâm đã chuẩn bị hồ sơ vụ chủ nhân thanh và hợp đồng nhà máy điện hạt nhân giao cho nhà thầu Đức để làm món hàng trao đổi. Hai món quà đắt giá được dùng để đổi lấy một nhân vật mà Việt Nam cho là không có gì giá trị gì với nước Đức, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị hai món quà xa xỉ,
để đổi lấy một quả bình dân, nhưng vua tôi nhà ông Tô Lương lại thất bại. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Đầu tiên là nhân vật bị mật vụ bắt cóc từ Đức đưa về Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh, khi đang chờ cấp quy chế tị nạn tại Đức, khiến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức bị ảnh hưởng nặng nề. Từ đó đến nay, suốt 7 năm qua, Đức vẫn không lên tiếng, vẫn luôn lên tiếng để đòi thả Trịnh Xuân Thanh về vị trí ban đầu. Với việc kiên trì đòi người dai dẳng từ Đức, nhà cầm quyền Cộng sản cho rằng Trịnh Xuân Thanh là món hàng quý với Đức. Tuy nhiên, điều này không đúng. Đức đòi người vì tuân thủ luật pháp của họ, Trịnh Xuân Thanh đang chờ quy chế tị nạn tại Đức, nên ông được sự bảo vệ của luật pháp nước Đức, chứ không phải ông là món hàng có giá trị lớn lao gì với nước Đức. Thứ nhì là việc Tô Lâm mang dự án nhà máy điện hạt nhân đã mà trao đổi. Dự án này chắc chắn là dự án nhiều tỷ đô la Mỹ, rất lớn. Tuy nhiên, nếu dùng nó để phá vỡ quy tắc của một nhà nước pháp quyền như Đức là điều không thể. Ở Đức hay các nước dân chủ khác, bất cứ ai cũng không thể đứng trên luật pháp, kể cả nhà nước. Vậy nên, đem một dự án làm mồi để bảo phía Đức hãy bẻ gãy một vài quy định của luật pháp Đức để trao bà nhàn cho vua tôi nhà Tô Lương là điều không thể thực hiện được. Trong thất bại này, vua tôi nhà Tô Lương xem trọng giá trị hiện vật nên vẫn nghĩ rằng phía Đức lợi thì sẽ đồng ý. Tuy nhiên, phía Đức lại xem trọng pháp luật hơn là lợi ích trước mắt, nên pháp quyền mang lại cho nước Đức sự hùng cường một cách bền vững. Còn dự án kia nếu có mang lại lợi ích cũng chỉ là cục bộ với một vài doanh nghiệp Đức. Như vậy rõ ràng tầm nhìn của Đức là bao quát, còn tầm nhìn của vôi tôi nhà Tô Lương là thiển cận, chỉ nhìn vào một góc nhỏ của vấn đề kiểu thầy bói xem vòi. Thế giới văn minh phát triển từng ngày, trong đó nền dân chủ của họ ngày càng hoàn thiện hơn, chính quyền ngày một trong sạch hơn, quốc gia thì ngày một thịnh vượng hơn. Họ không chỉ giàu về mặt tiền bạc mà còn là quốc gia bình yên, hạnh phúc. Ngược lại, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã điên cuồng chống lại xu thế dân chủ hóa của thời đại. Họ tự đóng kín tai, không lắng nghe về dân chủ. Tự họ nhắm chặt mắt, không hề đọc về dân chủ. Vì thế, họ trở nên đui mù trước những giá trị mà dân chủ mang lại. Cũng vì thế, khi sang Đức đặt vấn đề hợp tác về tư pháp, lãnh đạo Việt Nam như một người rừng nhảy vào mâm cỗ của các quý ông để cùng bàn chuyện. Vì thế họ trở nên lạc lõng và tất nhiên họ thất bại trong mưu tính ấy. Khi mới lên ghế Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cũng có những hành động được cho là khác biệt so với ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là việc thả nhiều nhà bất đồng chính kiến. Một số ý kiến lạc quan cho rằng ông Tô Lâm cởi mở hơn người tiền nhiệm, và những ý kiến lạc quan hơn nữa lại cho rằng Tô Lâm có thể sẽ là Gorbachev của Việt Nam. Tuy nhiên, với tư duy ấu trĩ, mù tịt về giá trị dân chủ, pháp quyền, ông Tô Lâm làm sao có thể hướng dẫn Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên cởi mở hơn? Nếu muốn có dân chủ, ít nhất ông Tô Lâm phải hiểu về giá trị của dân chủ. Mà từ chỗ hiểu đến chỗ hành động còn là khoảng cách vời vợi, chứ nói gì đến việc anh mù làm sao biết được dân chủ hóa như thế nào, sẽ rất khó khăn. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Vua tôi nhà Tô Lương, cặp thầy bói xem voi dân chủ ở Đức. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de